gái lập Facebook ảo lừa các chàng trai say tình trên mạng. Sáng ngày 8 tháng 9, Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoài Giang, 19 tuổi, ngụ Cẩm Lệ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Giang lập tài khoản Facebook với những thông tin giả như đang là học sinh trung học phổ thông, vừa cùng gia đình chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng sinh sống tại khu đô thị sang trọng ở trung tâm thành phố, ba mẹ đều làm bác sĩ. Giang tải những hình ảnh của các cô gái khác rồi đăng lên Facebook ảo này. Bằng những thông tin như trên, Giang dễ dàng kết thân và chiếm được lòng tin của nhiều chàng trai trên mạng. Khi nhắn tin qua lại đủ độ thân thiết, Giang bắt đầu trò chuyện lừa đảo bằng cách mượn máy tính, máy ảnh, mượn tiền sau đó chặn liên lạc. Cụ thể, năm 2021, Giang nhắn tin qua người bạn trên Facebook là anh LNTT, 22 tuổi, mượn laptop để làm dự án truyền thông cho trường. Giang không trực tiếp ra mặt mà nhắn tin cho tài khoản Facebook khác, cũng quen trên mạng là anh DQMN, 18 tuổi, nhờ đến gặp anh T lấy laptop và bán giúp. Sau khi nhận được máy tính, anh N mang đi bán được 8 triệu đồng, nhưng nói rằng chỉ bán được 7,5 triệu đồng. Giang trả công cho 50.000 đồng, số còn lại Giang kêu anh N chuyển khoản cho hai người khác để trả nợ. Ngoài ra, Giang giả vờ yêu đương trên mạng rồi lừa anh LNHA, 19 tuổi, đưa tiền cho mình mua điện thoại giúp, mượn máy ảnh rồi bán và chiếm đoạt tổng cộng hơn 9 triệu đồng. Mạng là ảo, còn mất tiền là thật. Chính vì vậy, mọi người hãy cẩn thận với mọi mối quan hệ qua mạng để tránh không bị mất tiền oan nhé. Chạy án cho con gái thoát tử hình, bà mẹ bị lừa 4,1 tỷ đồng. Theo bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2019, Nguyễn Thị Kim Phương, sinh năm 1986 ở Tây Ninh, bị Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội bắt quả tang về hành vi vận chuyển trái phép gần 3kg ma túy tổng hợp. Sau khi Phương bị bắt, bà Lương Thị Xê, sinh năm 1965, mẹ của Phương, tìm người để nhờ chạy án cho con gái, những mong con gái được giảm án khi bị đưa ra xét xử. Thông qua người quen, bà C gặp Trạc Văn Bảo, sinh năm 1989 ở Quảng Ninh và được người này hứa giúp đỡ. Bảo nói đã nhờ một luật sư ở Hà Nội có thể xin cho Phương bị xử phạt từ 7 đến 15 năm tù với chi phí luật sư là 300 triệu đồng và phí chạy án là 2,7 tỷ đồng. Sau khi bà C đã đồng ý, ngày 23 tháng 4 năm 2019, Bảo dẫn bà đến gặp Đoàn Tùng Lâm, sinh năm 1977, trưởng văn phòng luật sư Giang Nam. Tại buổi gặp, dù Phương vận chuyển ma túy số lượng lớn, phải đối mặt với án tử hình, nhưng Bảo và Lâm vẫn hứa hẹn sẽ bào chữa và chạy án để Phương chỉ phải chịu mức án từ 7 đến 15 năm tù. Sau khi thống nhất, bà C ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với chi phí luật sư là 300 triệu đồng. Đến ngày 4 tháng 5 năm 2019, Công an huyện Thanh Trì quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Phương về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Lúc này, luật sư Đoàn Tùng Lâm gửi thủ tục để đăng ký là luật sư bào chữa cho Phương. Ngày 13 tháng 6 năm 2019, bà C chuyển cho luật sư 1 tỷ đồng để lo chạy án cho con. Khi bà C ra Hà Nội, Lâm yêu cầu bà ký phụ lục hợp đồng dịch vụ pháp lý để hợp thức hóa số tiền 1 tỷ đồng đã nhận. Ngày 1 tháng 7 năm 2019, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thanh Trì quyết định chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nội thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Một tháng sau, Lâm gọi điện thoại yêu cầu bà C giao thêm 400 triệu đồng để lo xin giảm án cho Phương. Khi bà C hỏi han tình hình, Lâm nói đã lo bên cơ quan điều tra và viện kiểm sát sớm khép hồ sơ để xét xử và tiếp tục yêu cầu bà C đưa thêm 400 triệu đồng. Khi vụ án của Phương có kết luận điều tra, Lâm chụp ảnh và yêu cầu bà C chuyển khoản thêm 2,5 tỷ đồng. Lần này, Lâm nói chỉ xin được mức án chung thân, không chạy được mức án 7 đến 15 năm tù như thỏa thuận ban đầu. Thấy vậy, bà C không đồng ý, yêu cầu hủy thỏa thuận và đòi lại tiền nhưng Lâm không trả. Bảo tiếp tục liên hệ và giới thiệu Phạm Thanh Hải với bà C. Hải đã báo giá chạy án là 2,5 tỷ đồng và hứa hẹn Phương chỉ bị xét xử từ 12 đến 18 năm tù. Hải yêu cầu gia đình bà C chuyển tiền vào tài khoản của người quen. Sau đó, nhờ người này chuyển tiếp 1,7 tỷ đồng cho Bùi Hoàng Long, sinh năm 1989 ở Kiên Giang, là bạn bè xã hội của Hải để lo chạy án. Tháng 6 năm 2020, Phương bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử và bị tuyên phạt mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Kết thúc phiên tòa, gia đình bà C và Bảo, Hải, Long gặp nhau. Tại đây, Long nói với mọi người việc Phương bị tuyên án tử hình là do thiếu tiền, nếu đưa đủ đã nhận được mức án 20 năm tù. Sau đó, tất cả thống nhất Long vẫn tiếp tục lo chạy án, trong khi đó Phương làm thủ tục kháng cáo.
ngày 24 tháng 6 năm 2020, Long yêu cầu gia đình bà C chuyển thêm 500 triệu đồng. Thời gian này, bà C không có tiền để đưa. Đến cuối năm 2020, bà C đã làm đơn tố cáo nhóm lừa đảo đến cơ quan công an. Cáo buộc cho rằng, Bảo và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền 4,1 tỷ đồng của bà C. Trong khi đó, Bảo hưởng lợi 400 triệu đồng, Hải 800 triệu đồng, Lâm 1,2 tỷ đồng và Long 1,7 tỷ đồng. Trong giai đoạn điều tra, gia đình bị cáo Lâm đã khắc phục bồi thường cho bà C 1,2 tỷ đồng. Chiều ngày 7 tháng 9, Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên phạt Bảo mức án 15 năm tù, Long 15 năm 9 tháng tù, Hải 13 năm và Lâm 6 năm tù về cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Biết rằng cha mẹ nào cũng thương con, nhưng không thể vì lý do đó mà làm việc trái pháp luật dẫn đến tiền mất tật mang. Cháy quán karaoke ở Bình Dương nhận được báo cháy, khách đóng cửa hát tiếp. Sáng ngày 8 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin chi tiết về vụ cháy quán karaoke An Phú làm 33 người chết. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Hùng Dũng cho biết, lực lượng cứu hộ dù được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, nhưng vì đám cháy quá nóng nên cứ vào 5 phút lại phải nhào ra. Ông Dũng cho biết, khi xuống đến hiện trường mới thấy, dù đám cháy dập tắt sớm, nhưng công tác cứu hộ và tìm kiếm người rất khó khăn. Sắp tới, tỉnh Bình Dương sẽ tập trung vào việc xét nghiệm ADN để xác định danh tính nạn nhân, điều tra nguyên nhân và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng. Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã nêu một số nguyên nhân khiến vụ cháy thiệt hại lớn về người. Cụ thể, các nạn nhân có tâm lý hoảng loạn, việc phát hiện và chữa cháy thoát nạn ban đầu lúng túng, khách hát chủ quan. Ông Điệp cho biết, khi khói bốc lên ở phòng 303 thì 4 người trong phòng đã chạy ra ngoài hô hoán. Nhân viên của quán cũng đã chạy tới các phòng thông báo cho khách, dùng bình chữa cháy để dập lửa. Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương Trịnh Ngọc Quyên cho biết, khi nhân viên đi loan tin cháy, nhiều khách hát còn chủ quan, đóng cửa phòng lại hát tiếp. Khi hát, nhiều khách đã không còn tỉnh táo. Có phòng khi quản lý gõ cửa báo cháy, kêu gọi mọi người chạy ra lối thoát hiểm, còn kéo nhân viên vào phòng đóng cửa lại. Theo ông Quyên, ngay khi nhận được báo cháy, nếu khách nhanh chóng thoát ra thì thiệt hại sẽ đỡ hơn. Nói về trách nhiệm của cơ quan quản lý, ông Trịnh Ngọc Quyên cho biết, hầu hết cơ sở kinh doanh karaoke, phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PC07, công an tỉnh và lực lượng phòng cháy, chữa cháy của quận, huyện, thành phố đều tuyên truyền, hướng dẫn cho chủ cơ sở, đội ngũ quản lý, nhân viên phục vụ về quy chuẩn, quy trình phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, do tâm lý hoảng loạn nên việc thực hiện quy trình phòng cháy chữa cháy có hạn chế. Bản thân quán karaoke An Phú có lối thang bộ đi lên đi xuống và thoát hiểm. Muốn xác định chính xác quán có đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy hay không, phải chờ kết quả khám nghiệm hiện trường. Đại tá Trịnh Ngọc Quyên đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương sớm khởi tố vụ án liên quan đến vụ cháy theo điều 313 Bộ luật hình sự về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Qua sự việc, mọi người nên chú ý hơn đến phòng cháy chữa cháy và đừng chủ quan khi có báo động. Cháy lớn tại quán Bia Club tại Bắc Ninh. Hồi 13 giờ 15 phút ngày 8 tháng 9 đã xảy ra vụ cháy lớn tại quán Bia Club, địa chỉ số 74 đường Hồ Ngọc Lân, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, vào thời điểm trên, sau khi phát hiện đám cháy tại quán Bia Club, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với công an phường Kinh Bắc, công an thành phố Bắc Ninh, lực lượng dân quân tự vệ đến hiện trường khẩn trương chữa cháy, phân luồng giao thông. Đồng thời, điện lực thành phố Bắc Ninh ngắt điện toàn khu vực phường Kinh Bắc để tránh sự cố chập điện phục vụ công tác chữa cháy. Được biết, quán Bia Club đã dừng hoạt động cách đây 2 tháng. Bước đầu xác định không có người trong quán. Do vật liệu cháy chủ yếu là bàn ghế, xốp mút nên lửa bén nhanh, khói dày đặc nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng thực hiện các hoạt động nghiệp vụ chữa cháy. Chỉ sau gần hơn 30 phút, đám cháy được khống chế. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục chữa cháy điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.